Dạ vâng, em Ca Linh xin chào cả nhà. Buổi tối ngày hôm nay, tối ngày 25 tháng 7 năm 2022, em lên quay video chia sẻ cho cả nhà mình các dòng kiếm hàng giống nhé. Phan Chí, Xanh Huế, Vị Hoàng, Đại Long Đào 2, Trắng Minh Tuyết, Trắng Điện Biên. Đấy, và một số mặt hàng đang có trên vườn và đã nở chuẩn mặt bông. Vâng, nhưng hôm nay em về được 4 chậu phan chí giống nhá. Hàng này thì hàng giống nên là lá nó là bé, còn nếu như cái hàng mà tiêu chuẩn từ trên 5 sen lên thì cái giá nó sẽ cao hơn nhé cả nhà. Đây, bản lá của nó là 3 sen 6 này, 3 sen 6 đến 3 sen 8 nhá. Đó thì tất cả đều bảo hành chuẩn mặt bông cho cả nhà mình sưu tầm giống. Đây là cái chậu số 1 này, em sẽ đi cụ thể vào từng đơn hàng trong buổi tối ngày hôm nay. Đấy, đây là cái chậu Phan Chí lá láng số 1 dòng F0 nha cả nhà nha. Đấy, một mẹ một măng. Đấy, thân lá rất khỏe và đẹp mọi người. Cái chậu số 1 là thêm có 3 chậu. Và ở ngoài kia một chậu là 4 chậu. Chậu này em chia sẻ cho cả nhà mình là tổng là 2 đầu nhé. Đấy, các bác cô chú anh chị có thể là tính thành 2 thân được vì là nó xè lá rồi. Nó xè lá rồi. Chậu này em chia sẻ cho nhà mình với giá là 6 triệu 500 nghìn đồng. 6 triệu rưỡi cho cái chậu Phan Chí số 1. Lá láng số 1, chậu này thì ấm chậu rồi. Thì em có thể là gửi cho cô chú anh chị. Đây, chậu này em trước còn nở bông rồi. Có vòi hoa đây này. Đấy, có vòi hoa này. Vì như là nó là cái thân tách từ cái thân dạng của thân già. Nên là cái hoa của nó là bị thui nhá. Đấy, và đã đẻ con phía sau. Chậu này cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đó là chậu số 1 là 6 triệu rưỡi. Sang cái chậu số 2 này. Chậu số 2 này chậu là thân tơ cực đẹp luôn. Đây, chậu này thì bản lá của em nó là 4 sen 3. 4 sen 3 cái lá này còn chưa mở hết đâu nha các nhà. Đấy, 4 sen 3. Chậu thân tơ tít rất đẹp luôn. Cực kỳ là phê luôn cả nhà. Chậu này thì quá đẹp rồi. Không chê vào đâu được ạ. Chậu này em chia sẻ là nếu như mà cả chậu nhá, nếu như mà gửi cả chậu nhá thì sẽ là 5 triệu mốt này. Đấy, nếu như mà không chậu thì sẽ là 4 triệu mốt. Không chậu sẽ là 4 triệu mốt nhá. Thân Phan Chí tơ cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, các bác em bao ngoài thị trường làm gì có cái giá nào rẻ như vậy. Rất đẹp luôn cả nhà nhá. Chậu này em rất tâm đắc luôn. Đấy, thì càng đẻ thì nó càng đẻ ra thì mình càng có giống và được nhiều thân thôi. Chậu này là chậu số 2 này, em chia sẻ là cả chậu là 5 triệu mốt, còn nâng lên là nó là 4 triệu mốt nhá. Tiếp theo chậu số 3 này. Chậu số 3 cũng một thân tơ, chậu này thì thân lá nó bé. Đấy, chậu này thì thân lá nó bé nhá. Chậu này em chia sẻ cho nhà mình với giá là 3 triệu rưỡi này. Chậu này bán lá là 3 sen. 3 sen tầm 3 sen 6 đấy. Em đo cái lá này. Là thân tơ thì nó có một mầm rồi, tầm 3 sen rưỡi nhá. Em mới tính là 3 sen rưỡi đi. Nó có một măng này. Đấy, có một măng đấy. Chậu này em chia sẻ cho cả nhà mình với giá là 3 triệu 500 nghìn đồng. Đây, cả nhà đã có Phan Chí để sở hữu rồi. Một cái tuyệt tác phẩm cực kỳ là đẹp luôn. Cây cực kỳ khỏe nhá. Cái này thì nó rất nhanh. Tơ thì nó rất nhanh để và nhanh được nhiều thân. Cái dòng Chí thì cũng nói thật các bác là nó cũng đẻ cũng chậm so với tất cả các dòng khác, nên là giống nó không có nhiều. Mà đối với cái thân tơ này này thì nó sẽ cực kỳ là nhanh phát triển nhá. Nó sẽ khỏe. Đó là 3 chậu Phan Chí ấy. Tiếp theo em sang cái dòng đăng hoa luôn này. Đây là bông em quên tên rồi. Bông em cứ gọi là bông 5 cánh vàng lưỡi hồng đi. Vàng lưỡi hồng với bông cực kỳ là đẹp luôn nhá. Bông cánh hoa rất sáng luôn. Rất sáng và cần hoa thẳng và hoa thơm. Hoa thơm và hoa đẹp đấy. Thì có 2 đơn thôi. Đơn số 1 này, đơn thân tư này. Em để cho nhà mình với giá là 300.000 đồng này, bao ship này. Thì hôm nay tách được 5 đơn thì em đã bán 3 đơn rồi. Đấy, còn 2 đơn này đang hoa luôn nhá.
đã nở hai bông hoa luôn cùng một lúc đấy. Đơn này em chia sẻ một thân một măng này nha, là 400.000 đồng bao ship này. Đơn số 2 là 400 này, 400 bao ship nha. Tiếp theo sang cái dòng Đại Long Đao. Đại Long Đao thì một trong những dòng kiếm cực kỳ là mặt bông đẹp. Phải nói với cả nhà là đây, mời cả nhà cùng ngắm cái mặt bông của dòng kiếm Đại Long Đao. Nó tại vườn em nhỉ. Phải nói là một trong những mặt bông bầu đẹp. Đây. 5 cánh mai này. Lưỡi bầu và lưỡi phớt hồng không cuộn nhé. Lưỡi không cuộn nhé cả nhà. Bông này rất đẹp luôn. Và giá rất rẻ cho mọi người sưu tầm. Thì còn 3 đơn lẻ thôi. Cái đơn số 1 này. Đấy, các bác có thể là gọi là hai thân cũng được nhé. Đơn số 1 cực nét luôn nha. Đơn này em để rẻ cả nhà với giá là 270k này. 270 bao ship này. Đại Long Đao 2 nha. Đơn số 1 270. Sang đơn số 2, đơn này thì bị lỗi này. Lỗi một lá này. Lỗi hai lá này. Nói chung là thân mẹ bị lỗi lá nhé. Còn nó có hai măng này. Hai măng nhé. Đơn này em để cho 250 nó bao ship này. 250k bao ship. Giống dòng Đại Long Đao này thì nó đẻ rất nhanh. Phải nói là thân lá cũng đẹp, hoa thì quá tuyệt vời rồi. Đơn số 2 250. Đơn số 3 này. Đơn số 3 đang bán 310.000, em bán là 260k này. Đây là cái đơn số 3 Đại Long Đao thì có 3 đơn. Đấy là 260k là đơn số 3 nhé. Tiếp theo sang cái chậu Vị Hoàng lá láng này. Cái chậu này thì tổng là 3 thân và 1 mầm hoa nhé. Đấy, các bác thấy cái mầm hoa như viên đạn đúng không ạ? Thì chậu này em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình với giá là 600k bao ship nha. Đấy, chuẩn giá các bác nhé, 600.000 đồng. Tương đương có 200.000 đồng cho một thân. Một thân Vị Hoàng lá láng đang có bông luôn, đang có nụ luôn, măng mầm đây này. Đấy, thì rất rẻ rồi. Quá rẻ luôn, được giá đó thì em bán, không thì em để em nuôi tiếp các bác nhé. Đấy, vừa nuôi vừa ngắm hoa vừa chơi, 600k bao ship ấy. Là Vị Hoàng lá láng. Sang cái dòng tiếp theo là cái bông trắng minh tuyết này. Đây, các bác đang ngắm mặt bông trắng minh tuyết, một trong những mặt bông trắng tinh khôi, trắng sắc nét và trắng đẹp. Cần hoa rất dày, thẳng và sai bông các bác nhé. Đây là bông minh tuyết, thì em có hai đơn minh tuyết và một đơn Điện Biên. Đây, trắng Điện Biên đây luôn này. Đấy, trắng Điện Biên luôn nhá. Đấy, thì em sẽ đi cụ thể từng đơn bán rẻ cho cả nhà sưu tầm. Đơn số 1 này, trắng minh tuyết gần như là hai thân này nhé. 300k đơn số 1 này, bao ship này. Hai thân 300k trắng minh tuyết đấy. Tương đương là có 150 cho một thân thôi. Đơn số 2 này, một thân một cái này thì nó chộp lá rồi. Thì em chia sẻ cho cả nhà mình với giá là 180k bao ship. Là cái đơn số 2 trắng minh tuyết, đơn số 2 180k. Sang cái đơn trắng Điện Biên này, đơn này đang bán 650k cái khóm này nhá. Đấy, cái khóm này thì thôi em để cho các bác của chú anh chị với giá là 400k này. Trắng Điện Biên này, 3 thân 400.000 đồng bao ship. Đó là dòng kiếm trắng Điện Biên nhá và minh tuyết. Tiếp theo thì ra ngoài đây em bán dòng xanh Huế lá láng này. Đây, xanh Huế và còn một chậu Phan Trí nữa. Đây là cái chậu xanh Huế lá láng số 1 nhá. Đấy, chậu này là tổng là chậu này bán lá là 3,5 cm. Tổng là 2 thân và 1 măng này. 2 thân 1 măng. Chậu này em để rẻ của chú anh chị với giá là 1.700.000 đồng 2 thân 1 măng này nhá. Xanh Huế lá láng nhá, chậu số 1 nhá. Đấy, 2 thân 1 măng là 1.700.000. Chậu số 2 này. Một thân và một mầm hoa rất to và khỏe và đẹp nhá. Bản lá là tầm 4,8 cm. Chậu này rất to luôn. Các bác có thể là về chơi bông chơi hoa luôn nhé. Chơi bông chơi hoa là làm mầm hoa như là cuống luôn này. Chậu này em chia sẻ 1,1 triệu này. 1,1 triệu cho cái chậu đẹp số 2 này. Tiếp theo là chậu chậu này thì thôi đi. Chậu này mai em xem thế nào em tách ra mới được.
Đây chậu giống này này. Chậu này 700k này. Đó, xanh Huế lo lắng chậu này thì nó bị lỗi cái lá này nhá. Cây đã ấm chậu rồi. Đó, thì bán rẻ cô chú anh chị với giá là 700.000 đồng. Đấy, xanh Huế la láng chậu số 3 nhé. Là 700k. Tiếp theo này. Đây là các cái chậu Hoàng Long Thái. Đây em sang cái chậu Phan Chí này. Đây chậu Phan Chí một thân một măng này. Bán lá 5 sen. Bán lá 5 sen nhá. Một thân cái này nó thật các chú anh chị cũng là gần thành 2 thân rồi. Đấy gần thành 2 thân rồi, chiều cao của nó tầm 25 30 sen rồi. Chậu này 7 triệu này. Phan Chí la láng này. Hàng chuẩn F0 như cả nhà nhá. Đấy bán lá 5 sen. Chậu này em chia sẻ với cả nhà mình với giá là 7 triệu đồng. Là chậu Phan Chí nhá. Rồi thì buổi tối ngày hôm nay em chia sẻ trước tiên là những mặt hàng như vậy. Rồi có gì thì em sẽ livestream và bán trực tiếp trên kênh Lan Rừng Hồ Công. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ vườn Lan Ca Linh. Và cuối cùng em xin chào và kính chúc cả nhà mình một tuần mới đầy năng lượng, luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và luôn luôn may mắn thành công trong cuộc sống nhé. Em xin phép xuống live tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo trong buổi livestream trực tiếp. Bye bye cả nhà.